không cầu kỳ hay hoành tráng, đây là cách loạt sau việc đón năm mới. Người ngồi lại tổng kết những gì đạt được trong năm qua, người hồ hởi khoe ảnh vui vẻ bên bạn bè đón năm mới. Mỹ Tâm khoe ảnh tự sướng xinh đẹp và gửi lời chào tạm biệt đến năm 2017 dễ thương và chào năm mới 2018. Nữ ca sĩ cũng khéo léo kết hợp hai ca khúc hit trong album mới nhất của mình thành lời chúc dành tặng khán giả, chuyện buồn, người hãy quên em đi. Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe ảnh chụp cùng con trai Subel và hào hứng khi được chạy show cùng cậu bé. Cuối năm bên những người thân yêu và khán giả không còn gì hạnh phúc hơn. Xin chúc cả nhà một năm mới thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe, nữ hoàng giải trí viết. Ân Hoàng Phúc bước qua năm mới 2018. Năm 2017 là một năm thật sự rất hài lòng về công việc sự nghiệp của Phúc. Phúc xin cảm ơn gia đình và bạn bè luôn ủng hộ bước đường sự nghiệp của Phúc, để Phúc một lần nữa trở lại mạnh mẽ hơn. Thật sự rất trân trọng. Năm mới, Phúc xin chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, luôn may mắn và bình an nhé. Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh đang chăm sóc cho chồng. Đối với nữ ca sĩ, 2017 là năm nhiều ý nghĩa và hạnh phúc khi cô có thể mở công ty riêng, giúp được nhiều người bệnh, những ngôi chùa hay trẻ em nghèo để các em tiếp tục đến trường. Chúc cả nhà đón năm mới 2018 tràn ngập niềm vui, nhiều may mắn. Thủy Tiên hào hứng. Vi Oanh đăng ảnh cùng ông xã kèm dòng chia sẻ: năm qua vui có buồn có, nhưng vì ông trời có mắt, vì sống thế nào nhận lại thế ấy, nên bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đón chúng mình chồng nhỉ. Năm mới 2018 này chắc chắn sẽ là một năm đáng nhớ của em. Đường còn nhiều trong gai lắm, nhưng em tin với tình yêu của chồng, của gia đình, của những người luôn kỳ vọng và yêu thương em sẽ còn làm nhiều điều lớn lao và ý nghĩa hơn nữa. Cảm ơn tất cả những người yêu thương, trân trọng. Dù đang ở Mỹ, Phạm Hương vẫn không quên chúc mừng năm mới 2018 bằng một tấm ảnh đỏ rực rỡ. Kết thúc năm 2017 bằng một màn trình diễn không thể sum hơn nữa tại Sài Gòn. Thật sự bản thân Isaac thấy mình chẳng có gì nhiều ngoài sự nhiệt tình của mình và rất may mắn được mọi người yêu thương và đáp lại sự nhiệt tình đó. Từ tận đáy lòng xin cảm ơn tất cả vì một năm quá tuyệt vời, Isaac chia sẻ. Bích Phương chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên hội bạn cùng lời chúc mừng năm mới. Chúc một năm mới hạnh phúc tất cả mọi người yêu thương nha. Bảo Anh năm mới cũng chia sẻ: 25 tuổi cảm ơn tôi vì đã dám sống, dám khóc cười, dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ, dám hy vọng. Lắm lúc cũng hơi bốc đồng, nhưng thôi kệ tuổi trẻ mà có bao lâu mà hững hờ, cứ ngây thơ dại khờ, cứ làm người mộng mơ thôi. 25 Bảo Anh sẽ cho đời một giấc mơ, chào 2018, năm của những giấc mơ. Hoa hậu Diễm Hương tổng kết về năm 2017, giảm được 8kg. Hiện thực hóa ước mơ kinh doanh kết nối sợi thiêng liêng, làm chủ đồng tiền. Năm 2018 phải xinh đẹp cho ba má vui, kinh doanh thêm hai ngành nghề, gửi lời chào đến Blacklist, được chọn nơi xây hồ cá. Khối tài sản ăn ba đời không hết của bốn bà chúa showbiz Việt. Xế sang, nhà đẹp, hàng hiệu, có vẻ như những bà chúa showbiz Việt không còn thiếu gì trong cuộc sống vật chất. Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà là một ngôi sao hạng A của showbiz Việt, kiếm tiền tỷ từ việc làm đại diện thương hiệu, cách xê biểu diễn, chụp hình quảng cáo. Hồ Ngọc Hà được coi là một trong những ngôi sao có mức cách xê cao bậc nhất với biết hiện nay. Để có được cái gật đầu của nữ hoàng giải trí, các đơn vị tổ chức phải trả cho cô mức cách xê không dưới 100 triệu đồng. Nếu là event có sự xuất hiện của các thương hiệu lớn, sẽ từ 5 đến 7.000 đô, khoảng 110 đến 150 triệu một lần xuất hiện. Có thể nói với tên tuổi và vị thế của mình, Hà Hồ dễ dàng có được một cuộc sống sung túc. Nếu giá cách xê khi biểu diễn tại sân khấu trong nước của Hồ Ngọc Hà tiết lộ đã khiến nhiều người giật mình, thì số tài sản cô đang sở hữu cũng không hề nhỏ. Bên trong ngôi nhà của Hồ Ngọc Hà tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, được thiết kế cầu kỳ có cả hồ bơi, sân vườn và gara ô tô. Có lẽ Hồ Ngọc Hà là nữ ca sĩ sở hữu nhiều siêu xe nhất trong làng giải trí Việt Nam. Chiếc xe giá thấp nhất của cô tậu vào năm 2011 là Lexus 2 tỷ đồng và chiếc đắt nhất là Porsche Turbo màu trắng có giá trị lên đến 10 tỷ đồng. Khi làm giám khảo The Face, Hồ Ngọc Hà đã chi đến hàng tỷ đồng cho các trang phục cô mặc trong suốt quá trình ghi hình cho chương trình. Trong giới showbiz, Hà Hồ gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang ấn tượng cao cấp.
Cô sở hữu nhiều dòng sản phẩm nổi tiếng như Gucci, có giá dao động từ 100 đến 300 triệu đồng. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, xuất thân với gia cảnh nghèo khó nhưng hiện tại Ngọc Trinh đã có những thứ mà cô gái bình thường nào cũng ao ước. Không chỉ trở thành ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz, cô còn sở hữu một khối tài sản khổng lồ gồm nhà cửa, xe hơi, kho đồ hiệu giá trị và là bà chủ của các cơ sở kinh doanh đang ăn nên làm ra. Ngọc Trinh là chủ nhân của một căn hộ có nội thất cao cấp rộng khoảng 200 m², có giá không dưới 20 tỷ đồng. Căn penthouse tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh của mỹ nhân vòng eo 56, gần nhà ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp, đây cũng là nơi mà một số sao VIP của showbiz Việt lựa chọn để sinh sống. Nữ hoàng nội y cũng có đủ tài chính để thỏa mãn sở thích mua sắm quần áo hàng hiệu, túi xách có giá trị từ vài chục triệu lên đến hàng trăm triệu đồng. Tủ đồ khủng với hàng trăm bộ váy áo, giày dép, túi xách của Ngọc Trinh khiến nhiều chị em không khỏi ghen tị. Ngọc Trinh thể hiện bản lĩnh đại gia ngầm khi sẵn sàng bỏ ra số tiền 20 tỷ đồng để mua sim số đẹp, bỏ tiền tỷ làm phim giải mã Ngọc Trinh 56 khiến truyền thông và công chúng xôn xao. Ngoài căn hộ cao cấp, kho hàng hiệu khủng, Ngọc Trinh còn có bộ sưu tập siêu xe mà chỉ cần điểm qua cũng khiến những tay chơi khét tiếng phải kiêng nể. Nữ hoàng nhạc đen Thu Minh, ít ai biết Thu Minh hiện đang sở hữu khối tài sản khổng lồ mà không phải ca sĩ nào cũng có được. Cụ thể vốn liếng của cô bao gồm căn hộ cao cấp tiện nghi sang trọng, xe sang hơn chục tỷ. Hàng hiệu nhiều không đếm xuể. Thu Minh và chồng Tây đã mua một căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, vị trí đẹp nhất nhì Sài Gòn trị giá lên đến 85 tỷ đồng. Nữ ca sĩ cho biết, từng chi tiết của căn hộ được chăm chút kỹ lưỡng và nội thất bên trong có giá trị xa xỉ nhất showbiz Việt hiện nay, khiến nhiều người phải kinh ngạc. Căn hộ có đầy đủ mọi thứ như sân vườn, bể bơi, phòng xông hơi, phòng tập thể dục thể thao và phòng dành cho khách cực kỳ rộng rãi và sang trọng. Nữ hoàng V-pop Mỹ Tâm, đến thời điểm hiện tại, ca sĩ Mỹ Tâm là cái tên hot trong làng giải trí. Cô luôn được fan mến mộ bởi tài năng cũng như tính cách dễ gần của mình. Bên cạnh đó, cô còn có tài kinh doanh đáng nể. Ở tuổi 36, Mỹ Tâm sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến hàng triệu đô khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ sở hữu căn nhà sang chảnh nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được xác định có giá trị sắp xỉ 100 tỷ đồng khiến nhiều người choáng váng. Bên trong biệt thự của Mỹ Tâm khá khang trọng rộng rãi, được thiết kế tông màu vàng nổi bật. Không chỉ để ở, ngôi nhà còn được nữ ca sĩ tận dụng làm trụ sở kinh doanh thời trang, quán cà phê. Mỹ Tâm cũng sở hữu nhiều xe sang tiền tỷ đáng mơ ước. Chiếc Mitsubishi gắn bó với nữ ca sĩ cách đây nhiều năm. Tới năm 2010, họa mi chia tay chiếc Mitsubishi để sắm Audi Q7 có giá hơn 3 tỷ đồng. Sau khi ly hôn, bé An Đức Phương Nam công khai hẹn hò bạn gái mới. Bạn gái mới của Hùng Thuận có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới bé An Đức Phương Nam vì đã tìm được hạnh phúc mới. Trên trang cá nhân, bé An Đức Phương Nam bất ngờ để trạng thái hẹn hò với bạn gái mới. Bạn gái Hùng Thuận có diện mạo xinh đẹp nóng bỏng, đang làm DJ và bán hàng online. Sau khi công khai hẹn hò, diễn viên Đức Phương Nam nhận được rất nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng vì cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc mới sau khi ly hôn. Sau khi ly hôn, bé An Đức Phương Nam Hùng Thuận công khai hẹn hò bạn gái mới. Hùng Thuận được rất nhiều khán giả yêu thích với vai diễn cậu bé An trong phim Đức Phương Nam. Tuy nhiên vì cái bóng quá lớn của bé An mà các vai diễn sau này của Hùng Thuận không tạo được nhiều sự chú ý. Năm 2008, Hùng Thuận lấy vợ và có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên sau 6 năm chung sống, Hùng Thuận ly hôn. Anh nhận nuôi con và sống trong phòng trọ nhỏ, chật vật với hoạt động nghệ thuật. Sau 2 năm chia tay, Hùng Thuận và vợ cũ tái hợp, nhưng chẳng được bao lâu thì cả hai lại đường ai nấy đi. Tuy vậy, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Những màn xử lý sự cố sân khấu cao tay đáng nể phục của sao Việt. Ác hẳn sao Việt nào cũng từng một lần vướng phải sự cố bất ngờ trên sân khấu khi đang biểu diễn, chỉ khác nhau ở mức độ nặng nhẹ và cách xử lý của mỗi người. Võ Hoàng Yến tham gia chương trình diễn trong show thời trang kỷ niệm 10 năm làm nghề của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tối 30 tháng 12, 2017. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bất ngờ gặp sự cố vướng váy khi đang đi catwalk. Theo đó, phần đuôi váy bằng ren khá dài của Võ Hoàng Yến bị vướng vào phần sàn gỗ tại sân khấu, khiến cô phải đứng lại xử lý.
Phần đuôi váy của Võ Hoàng Yến bị vướng vào sàn gỗ khi đang trình diễn các quốc. Thay vì lúng túng vì gặp sự cố trước đông đảo khách mời đang theo dõi, Võ Hoàng Yến lại tỏ ra rất bình tĩnh, quay lại và cúi xuống tháo phần đuôi váy bị vướng một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục trình diễn. Cách xử lý sự cố nhanh nhạy này của Võ Hoàng Yến đã khiến nhiều người chứng kiến phải bày tỏ sự nể phục về độ chuyên nghiệp của cô trên sàn diễn. Sau khi gỡ váy xong, Võ Hoàng Yến nhanh chóng đứng dậy tiếp tục hoàn thành phần trình diễn đầy tinh tế và chuyên nghiệp. Mỹ Tâm vào tháng 3 2017 trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip chính nữ ca sĩ Mỹ Tâm gặp phải sự cố nhỏ trên sân khấu. Điều khiến nhiều người thích thú là cách mà họa mi tóc nâu xử lý sự cố của mình một cách tỉnh bơ và hài hước. Theo đoạn clip, sau khi bước xuống nhiều bậc thang để giao lưu cùng khán giả, Mỹ Tâm bị vấp và suýt ngã, nhưng cô đã nhanh trí giải nguy bằng động tác chạy nhảy tinh nghịch. Dù bất ngờ gặp sự cố, nhưng nữ ca sĩ lại bật cười vì vẫn còn may, sau đó tiếp tục hát hết phần trình diễn. Minh Tú, trong màn trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế người Úc tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2015, Minh Tú đã gặp sự cố khi chiếc giày bất ngờ bị tuột ra khỏi chân do kích cỡ quá rộng. Mất vài giây bối rối, Minh Tú đã kịp lấy lại bình tĩnh và nhón chân đi tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô còn tinh tế kéo váy lên một chút để tiện di chuyển. Minh Tú đi chân một bên cao một bên thấp trên sàn catwalk. Hoàng Thùy Linh, trong một đêm nhạc đầu tháng 4 2017, Hoàng Thùy Linh đã có phần biểu diễn mở màn 3 tiết mục được đầu tư hoành tráng và sôi động, kết hợp nhiều vũ đạo nóng bỏng. Tuy nhiên do nhảy quá sung nên nữ ca sĩ đã vấp phải sự cố tụt khóa quần ngay trên sân khấu biểu diễn. Phải mất một lúc nữ ca sĩ nhận ra sự cố mình đang gặp phải. Cô nhanh chóng quay người vào trong để chỉnh đốn trang phục. Hoàng Thùy Linh lập tức lấy chiếc áo đang mặc để buộc vào hông, che đi phần trang phục bị hở. Sau đó cô gửi lời xin lỗi tới khán giả có mặt tại đây và hy vọng mọi người chỉ đăng tải những hình ảnh đẹp lên mạng xã hội mà thôi. Sự thông minh khéo léo của Hoàng Thùy Linh đã được khán giả cổ vũ và dành nhiều lời động viên cho cô. MC Phí Linh đã ra sân khấu để hỗ trợ Hoàng Thùy Linh. Sau đó Hoàng Thùy Linh tiếp tục biểu diễn cực sung cho đến hết các tiết mục. Trước đó, Hoàng Thùy Linh cũng từng gặp phải sự cố khi diện chiếc áo hơi chật so với người lên sân khấu trình diễn. Khi cúc áo bị tuột, cô khá lúng túng, nhưng Hoàng Thùy Linh đã nhanh chóng chỉnh lại trang phục để tiếp tục chương trình. Phía ekip cũng điều chỉnh máy quay để những cảnh hớ hên hạn chế lọt vào khuôn hình. Isaac, hồi tháng 8 2016 khi biểu diễn trong một đêm nhạc lớn tại Đà Nẵng, nam ca sĩ Isaac cũng gặp phải sự cố rách quần khi đang trình diễn. Ngay khi phát hiện trang phục gặp vấn đề, Isaac tỏ ra ngượng ngùng, nhưng vì đang trình diễn nên anh không thể dừng lại được. Sau đó Isaac nhanh chóng lấy chiếc áo vest của mình buộc ngang hông và tiếp tục biểu diễn hết mình với khán giả. Khi kết thúc đêm nhạc, Isaac đã viết lên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi tới khán giả Đà Nẵng vì sự cố đáng tiếc này. Hình ảnh không muốn nhìn lại của Isaac trên sân khấu Đà Nẵng. Sau đó nam ca sĩ đã lấy áo vest buộc vào hông để che đi phần trang phục gặp sự cố. Đông Nhi, trong đêm chung kết một chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nữ hồi tháng 7 2016, một sự cố đã xảy ra khi Đông Nhi không may té ngã do sân khấu quá trơn vì trời mưa quá lớn. Các vũ công phải đỡ cô đứng dậy để tiếp tục phần trình diễn của mình. Ngay lập tức, các thành viên trong vũ đoàn bước nhảy để đỡ Đông Nhi đứng dậy. Dù rất đau, nhưng Đông Nhi vẫn cố gắng cười và tiếp tục biểu diễn. Sau đó, để an toàn, nữ ca sĩ cởi bỏ giày bốt và tiếp tục biểu diễn máu lửa trong sự hò reo của đông đảo khán giả bên dưới. Thậm chí cô còn leo lên cả bàn giám khảo để tiếp cận gần hơn với mọi người. Sự chuyên nghiệp của Đông Nhi nhận được sự ủng hộ và tán thưởng của khán giả. Minh Hằng, trong buổi ra mắt MV mới năm 2016 tại một trường đại học Hà Nội, Minh Hằng cũng vô tình bị trượt ngã vì nhảy quá sung trên giày cao gót. Tuy nhiên với bản lĩnh sân khấu dày dặn, Minh Hằng đã khiến hàng trăm sinh viên có mặt phát cuồng với vẻ đáng yêu của cô khi nhanh trí biến màn vô ích thành màn nằm dài trên sân khấu và chào khán giả bằng cách đưa tay tạo hình chữ V. Minh Hằng và cú trượt ngã nhớ đời trên sân khấu, tuy nhiên cô đã lập tức tạo dáng đáng yêu để chống chế sự cố. Hương Tràm, trong đêm bán kết một chương trình truyền hình tháng 9 2017, Hương Tràm là ca sĩ mở màn và được khán giả cổ vũ rất nồng nhiệt. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước ra sân khấu, nữ ca sĩ đã gặp phải sự cố vì chiếc đầm mới quá lộng lẫy. Theo đó, Hương Tràm bị vấp ngã và cần phải sự trợ giúp của Vũ Công Nam đứng cạnh. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đứng dậy và tự tin thể hiện hết sức ngọt ngào ca khúc hit của mình trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Chiếc váy quá cồng kềnh đã khiến Hương Tràm gặp khó khăn
Khi bước ra sân khấu, rất may mắn cô đã được Vũ Công Nam bên cạnh ứng cứu kịp thời.